tình các bạn bị mất điểm mà không đáng có đấy các bạn nha. Tiếp theo về your subject, your visit. Ngữ cảnh ở đây đó là you are planning to visit your friend Robin in his city. Vậy thì cái chuyến visit này là chuyến visit của Robin hay là của mình đấy các bạn? Trả lời giúp cô nào, chuyến visit này là của mình hay là Robin? Các bạn có nghe rõ giọng cô không nào các bạn ơi? Nếu nghe rõ thì trả lời giùm cho cô. Chuyến này là chuyến visit của Robin à? Ok, cảm ơn em nghĩ là như vậy. Các bạn khác thì nghĩ thế nào nào? Các bạn khác trả lời giùm cô với. Ok, cảm ơn các bạn. Của mình. Rồi, các bạn gợi ý là chúng ta sẽ chuyển thành my visit. Rồi, vậy các bạn cần lưu ý giùm cho cô đó là đối với subject chủ đề thư thì chúng ta cần phải đọc kỹ cái đề bài người ta đưa ra ngữ cảnh như thế nào. Thì ngữ cảnh ở đây đó là mình chuẩn bị đi thăm Robin ở cái thành phố của anh ấy. Vậy thì chuyến đi đó phải là chuyến đi của mình các bạn ha, chứ không phải là Robin đến thăm mình đâu. Vậy khi mà mình đáp thư lại với Robin thì nếu mình ghi nguyên là your visit thì vô tình mình nói là Robin thăm mình rồi. Thì không phải, không chính xác về ngữ cảnh các bạn ha, mà mình phải đổi lại thành là my visit để cho nó phù hợp, chuyến đi của mình chứ không phải chuyến đi của Robin. Rồi hai cái điều lưu ý. Sau đó các bạn sẽ viết cái nội dung thư bằng cách là trả lời các cái lưu ý, các cái ghi chú mà đề bài yêu cầu. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta thấy nó có bốn cái dấu gạch từ cái email ra. Dấu gạch đầu tiên là great because nè ha, dấu gạch thứ hai là say which and why, dấu gạch thứ ba yes explain, and dấu gạch cuối cùng là tell Robin. Vậy mỗi dấu gạch đó nó tương ứng với lại là một cái yêu cầu của đề bài và cũng tương ứng với lại một ý mà chúng ta cần phải trả lời. Và các bạn cũng lưu ý luôn giùm cho cô là cách trình bày của cái email nhé. Khi chúng ta trả lời cho mỗi một ý như vậy, chúng ta nên xuống dòng, tách nó ra thành một đoạn để cho nó rõ ràng. Và đồng thời chúng ta cũng có thể kiểm tra lại được là chúng ta có bị thiếu ý hay không, đã thỏa mãn đủ yêu cầu đề bài hay chưa. Rồi vậy bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vô luôn nhé. Về cấu trúc của email thì chúng ta cũng biết rồi. Trước sau khi chúng ta ghi về chủ đề subject thì chúng ta cần có lời chào đầu. Lời chào đầu Robin chào mình là hello. Thì còn tới cái phần đầu tiên, nội dung đầu tiên, my friends and I are going to a sports camp next month. Thời gian là vào tháng sau. Và nhân vật ở đây là my friend and I. My friend ở đây là bạn của Robin các bạn nhé. Robin đang viết cho mình mà. Vậy thì bạn của Robin và Robin chuẩn bị tới một cái sport camp. We love you to join us there. Và đây là lời mời của Robin đối với mình. Chúng tôi rất là mong muốn mà bạn có thể cùng tham dự với chúng tôi ở cái sport camp đấy. Và we can play tennis, football, basketball, volleyball and other sports. Đây là thông tin cung cấp thêm của Robin. Có thể chơi một vài cái môn thể thao, cụ thể liệt kê ra. Rồi đề bài yêu cầu mình là great because. Thì mình hiểu là gì? Mình phải phản ứng lại đối với cái việc sport camp này như thế nào, thì phải phản ứng theo kiểu là great, tôi rất là hứng thú với nó, rất là hào hứng để mà tham dự vào cái sport camp đó với bạn, với các bạn. À, rồi sau khi chúng ta bày tỏ cái quan điểm của mình là tôi rất là hào hứng, tôi rất là phấn khởi trông chờ vào nó, thì chúng ta cũng phải giải thích thêm là because, là vì sao, bởi vì sao mà tôi lại hào hứng với lại là cái sport game đó như vậy. Vậy có hai ý ở cái nội dung đầu tiên này các bạn cần phải trả lời, cần phải thỏa mãn nhá. Vậy ý đầu tiên chúng ta có thể trả lời thế nào đây? Để cho lịch sự thì trước khi trả lời chúng ta cần cảm ơn về cái lời mời của người ta các bạn ha. Vậy cảm ơn lời mời thì chúng ta dùng là thank you for your invitation. Đây là một cách. Các bạn ghi chú cái cách này và các bạn lựa chọn một trong số những cách này nhé. Cho cô hỏi là nếu như nãy giờ các bạn có nghe rõ, có bị giật gì không các bạn Dạ rõ cô. ha? Ok, chỗ nào mà các bạn nghe không rõ, có bị giật gì đó thì các bạn nhớ nhắn cho cô nha. Chứ kẻo là cô cứ thao thao bất tuyệt mà cô lại không biết là các bạn có nghe được, có theo dõi được hay không. Rồi cô nhắc lại ha, trước khi mà chúng ta bày tỏ về cái cảm xúc của mình thì chúng ta cảm ơn
Robin, về cái lời mời đó, chúng ta có thể dùng cái cụm là thank you for your invitation. Hoặc là thank you for inviting me to the sport camp. Các bạn để ý biết đúng chính tả nha, chữ sports người ta có dùng chữ S đấy. Rồi, thank you for inviting me to the sports camp. Rồi bây giờ mới bày tỏ là mình thích điều đó hay là không thích. Và dĩ nhiên, buộc phải là thích, bởi vì đó là định hướng của đề bài rồi đúng không? Vậy nếu chúng ta thích thì chúng ta nói là it sounds great to me. Ở trên mình đã nhắc tới sport camp rồi, thì bây giờ mình dùng it, tức là cái sport camp đó nó rất là tuyệt đối với tôi. Còn nếu các bạn dùng lại thank you for your invitation và chưa nhắc đến sport camp thì chúng ta có thể nói là gì? I'm glad to join the sport camp with your friends and you. Okay, I'm glad to join the sport camp with your friends and you. Tôi rất là vui khi mà tham gia, có thể tham gia cái sport camp đó với bạn của bạn và bạn với các bạn nói chung ha. Rồi, ý thứ hai mà cô vừa mới phân tích cho các bạn đó là gì? Because. Chúng ta phải giải thích vì sao mình lại phấn khởi với cái điều đó. Thì các bạn thấy là sport camp là cái trại hè. Nhưng mà tập trung vào gì? Tập trung vào sports. Và Robin cũng cung cấp thông tin là chúng ta có thể chơi một vài cái môn thể thao đấy. Vậy chúng ta sẽ đưa ra lý do mà có khả năng thuyết phục. Đó là việc chúng ta thích, yêu thích thể thao. Chúng ta là người năng động. Chúng ta là người tràn đầy năng lượng. Hoặc là chúng ta là người mà đam mê những cái hoạt động thể thao, thể dục thể thao ngoài trời chẳng hạn. Đó là những lý do chúng ta có thể đưa ra. Vậy cô gợi ý cấu trúc cho các bạn nhé. I'm glad to join the sport camp with you, your friend and you. I am a sportive person. So, the sport camp is absolutely amazing. Đây là một cấu trúc để cho các bạn tham khảo, các bạn có thể thay thế. I'm sportive. Sportive là người yêu thích thể thao. Tôi là người có thiên hướng về thể thao, đam mê, yêu thích thể thao. Vì vậy, sport camp is absolutely amazing. Cho nên là cái sport camp đó thật sự rất là tuyệt vời. Để ngoài cấu trúc này ra, các bạn có thể thay thế là tôi là người năng động này. Thay thế chữ sportive bằng các chữ các cái tính từ như là dynamic, active, sociable. Dynamic là năng động, active cũng là năng động, chủ động trong mọi cái công việc, và sociable là hòa đồng, cởi mở với mọi người chẳng hạn. Đấy, thì sport camp rất là amazing. Thì ngoài cái chữ amazing ra, các bạn có thể dùng một vài cái từ khác chỉ về sự thú vị như là interesting này, exciting này, fascinating hay là wonderful, vân vân. Các cái từ nào mà các bạn có thể biết. Rồi, vậy là chúng ta giải quyết xong được cái ý đầu tiên của đề bài yêu cầu. Cô lưu ý là những ý này cô chỉ có gợi ý thôi nha. Các bạn có thể tùy sáng tác như thế nào, miễn sao trả lời được đầy đủ hai ý này là được. Tiếp theo, ý thứ hai, we can stay in homestay rooms or sleep in a tent. Which would you prefer? Robin đưa cho chúng ta hai cái lựa chọn để mà liên quan đến nơi ở. Thì chúng ta có thể thấy là homestay rooms là những cái căn phòng ở trong những cái dạng nhà homestay, còn tents là lều. Vậy thì một cái rõ quá rõ ràng các bạn ha, một cái là ở trong nhà và một cái là ở ngoài trời. Vậy bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu của đề bài là gì? Say which and why. Là chúng ta cần phải lựa chọn một trong hai hình thức. Nhớ là which là chỉ một trong hai thôi các bạn nha. Và why là đưa ra lý do vì sao, phải giải thích vì sao chúng ta chọn như vậy. Vậy chúng ta sẽ liệt kê ra một số cái ưu điểm của homestay chẳng hạn. Nếu như chúng ta chọn homestay thì chúng ta liệt kê ra một số ưu điểm. Ngược lại, nếu chúng ta chọn tents thì chúng ta cũng liệt kê ra một số cái ưu điểm của việc là sleep in tents. Rồi sau đó chúng ta kết luận lại một câu, đó là I would prefer staying in homestay rooms chẳng hạn. Rồi vậy một số cái ưu điểm của homestay room
các bạn có thể thấy là trên mạng Google cũng được ha, hoặc là các bạn tự nghĩ cũng được rất là nhiều các ưu điểm. Cô gửi cho các bạn một số cái ưu điểm như là trên màn hình cô đang chia sẻ cho các bạn thấy đấy. In-home stateroom thì thế nào đây? I can feel safer without any attack from insects or wild animals. Là gì? Tôi có cảm giác là an toàn hơn mà không bị một sự tấn công nào từ insects là côn trùng, và wild animals là động vật hoang dã. Còn lý do thứ hai là gì? We can have a warmer and cozier atmosphere. Thì chúng ta có thể thấy là ở trong không gian một cái ngôi nhà, một cái căn phòng nào đó bé bé thôi, thì cái không khí nó warmer, ấm cúng, cozier, ấm cúng hơn. We can have fully furnitures and facility for our needs. Fully furnitures là đầy đủ trang thiết bị tiện nghi. Facilities cũng vậy, trang thiết bị các bạn ha. Furnitures là nội thất, đầy đủ nội thất và trang thiết bị tiện nghi cho needs. Our needs là nhu cầu của chúng ta. Rồi đây là ba lý do mà chúng ta có thể nói để mà chúng ta kết luận thích ở homestay room hơn. Còn đối với tent thì sao các bạn? Ngược lại với ở trong nhà thì nếu ở ngoài trời chúng ta sẽ có những trải nghiệm nó thú vị và nó khác lạ hơn. Vậy chúng ta nói là gì? We can have a much more strange and amazing experiences. Strange là kỳ lạ và amazing là thú vị. Experiences là trải nghiệm. Bạn nào không ghi kịp nghĩa thì các bạn nhớ nhắn cô phần tin nhắn cho cô nha. Cô nhắc lại ha. Strange là kỳ lạ. Amazing, thú vị, và experiences là trải nghiệm. Ngoài ra, we can enjoy, we can also see the night sky with bright stars. Night sky là bầu trời đêm với những vì sao, sao sáng. We can enjoy the feeling of closing to the nature. Là chúng ta có thể tận hưởng được cái cảm giác mà closing gần gũi với lại là nature, là với tự nhiên, với thiên nhiên. Đây các bạn có thể chọn một trong ba cái lý do đó, hoặc là các bạn nói hai trong ba, hoặc là thậm chí là nói cả ba. Nhưng nếu nói cả ba thì cẩn thận là chúng ta không kịp thời gian. Và cẩn thận là bài viết của chúng ta nó sẽ bị dông dài và lủng củng nha. Ok, sau khi chúng ta đưa ra lợi ích của homestay room hoặc là lợi ích của tents thì chúng ta kết luận lại là gì? That is the reason why I would prefer to stay in homestay rooms. Đây là cấu trúc chung chúng ta có thể dùng. Ok. Ở đây là chúng ta xử lý được xong cái ý thứ hai mà đề bài yêu cầu rồi các bạn ha. Dĩ nhiên bạn nào mà muốn ở trong tents thì các bạn thay đổi chỗ này thành là to sleep in tents các bạn nhé. Tiếp theo qua ý thứ ba. We'll cook together in the evenings. In the evenings là chữ evenings có s. Vậy chúng ta hiểu rằng là cái sport camp đó nó sẽ kéo dài ít nhất là 2 đến 3 ngày, nhiều hơn 1 ngày là điều chắc chắn. Vậy thì nó sẽ có một vài các buổi tối. Và người ta nói rằng là chúng tôi sẽ nấu ăn chung với nhau vào các buổi tối. Evening có S có nghĩa là every evening đó các bạn. Và tất cả các buổi tối. Vậy Robin hỏi mình là is there something special that you cook? Có cái món nào mà đặc biệt mà bạn có thể nấu ăn được hay không? Và đề bài yêu cầu chúng ta yes, explain. Buộc chúng ta phải trả lời cái câu hỏi này là yes, tức là chúng ta có thể nấu. Vậy chúng ta nấu được món gì? Cần phải explain ra, giải thích ra là chúng ta nấu được món gì. Ok, vậy thì để trả lời cho cái câu hỏi đó thì các bạn có thể dùng một số cái cấu trúc như sau. Certainly, dĩ nhiên rồi. I really love the idea of cooking in the evenings. Tôi rất là thích cái ý kiến mà nấu ăn vào các cái buổi tối. I could cook some special food. Tôi có thể nấu một vài cái đặc sản from my home country. Từ cái mà đặc sản đó đến từ cái đất nước của tôi hay là quê hương tôi. Như là phở này, beef noodle, bún bò này, fried rice, cơm chiên này ha, hay là Đà Lạt pizza là bánh tráng nướng của Đà Lạt đấy các bạn ha. Rồi, nhắc lại ha, certainly là dĩ nhiên rồi. Tôi thích cái ý tưởng nấu ăn vào các buổi tối. Tôi có thể nấu một vài cái đặc sản của quê hương tôi như là, vân vân.
Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn, các bạn trả lời là tôi là một tay đầu bếp cừ khôi chẳng hạn, cho nên là tôi có thể nấu một vài món đặc biệt để các bạn thử tay nghề của tôi. Vậy đầu bếp cừ khôi là gì? Excellent chef. I am an excellent chef. Ok, một đầu bếp cừ khôi ha. Hoặc là gì, nếu như ngược lại các bạn nói rằng là tôi không có giỏi về nấu ăn lắm, nhưng mà anyway tôi sẽ cho các bạn thử một vài cái món chẳng hạn. Chúng ta có thể nói là I'm not really good at cooking, but I will let you try my cooking skills. Ok, nhưng mà tôi sẽ cho bạn thử cái khả năng nấu ăn của tôi, kỹ năng nấu ăn của tôi. Rồi sau đó mình mới nói là I could cook cái gì đó, cái món gì đó thì tùy các bạn thích món gì thì các bạn ghi vô. Đó là một số gợi ý các bạn ha. Ok rồi, tới ý cuối cùng là gì đây? You could come to my place a few days before the sports camp and stay with me here in the city. What would you like to do before we went to the camp? Rồi, chúng ta thấy ngữ cảnh là gì? Bạn có thể đến my place, ý nói là mời đến cái thành phố của tôi đó. Bạn có thể đến đây một vài ngày sớm hơn là cái sport camp đó nó diễn ra và ở với tôi trong thành phố. Bạn muốn làm gì trước khi chúng ta tham gia vào cái camp đấy, cái trại hè đấy? Vậy thì chỗ này cô thấy đa số các sinh viên sẽ bị mắc một cái lỗi, đó là các bạn chỉ tập trung vào cái câu hỏi của Robin. Đó là what would you like to do before? Bạn muốn làm cái gì trước khi mà đến cái camp? Mà các bạn quên mất một cái chi tiết rất là dễ bị bỏ lỡ đó. Đó là từ đầu tới cuối thì Robin chưa hề cung cấp cho chúng ta cái sport camp đó là nó diễn ra vào cái ngày nào, tháng nào, năm nào cả. Vậy đề nghị là mình đến sớm hơn vài ngày trước cái thời gian mà sport camp đó nó diễn ra. Vậy làm sao chúng ta biết được là cái sport camp đó vào ngày nào để mà chúng ta đến sớm hơn vài ngày, đúng không các bạn? À, vậy thì chúng ta cần phải hỏi lại Robin điều đó để làm gì, để mà chúng ta sắp xếp được lịch trình của chúng ta, rồi sau đó chúng ta mới làm theo cái yêu cầu đề bài đó là tell Robin, tell cái gì, hãy nói cho Robin là mình muốn làm cái gì trước khi tham gia vào trại hè. Ok, vậy thì chúng ta cần phải khẳng định lại với các bạn ha. Đây, để hỏi lại là Robin ơi, cái ngày sport camp nó bắt đầu bằng ngày nào thì chúng ta sẽ dùng là gì? When will the sport camp start? So I could arrange to come a few days earlier. Thì cái sport camp đó nó diễn ra vào ngày nào vậy? Để mà tôi có thể arrange là sắp xếp. Arrange to come a few days earlier. Tôi có thể sắp xếp để mà đến một vài ngày sớm hơn cái ngày sport camp đấy. Viết tới earlier như thế này là người ta cũng hiểu rồi các em ha. Ok, rồi sau đó chúng ta mới đề xuất là một vài cái thứ mà chúng ta cần làm hay là chúng ta thích làm. Ví dụ như before the sports camp, could we go sightseeing to some famous destination? Chúng ta đưa ra gợi ý đầu tiên là có thể đi lăng quăng, đi tham quan một vài cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay không? Một vài cái địa danh hay không? Rồi, hoặc là gì? Could we enjoy some special food? Có thể đi ăn đặc sản không? I would also like to discover more about your city culture and festival. Tôi thì còn thích là discover, là khám phá các em ha. Tôi còn muốn khám phá nhiều hơn về cái văn hóa và lễ hội của thành phố của bạn nữa. Ok, đó là một vài gợi ý. Ngoài ra các bạn cũng có thể gợi ý tới Robin là gì? Tôi nghe nói là ở đó có một cái ngôi chùa có thiết kế rất là lạ. Bạn có thể đưa tôi tới đó không? Hoặc là tôi rất là thích go shopping. Bạn có thể đưa tôi tới đâu đó có thể mua quà lưu niệm về hay không? Go shopping thì chắc ai cũng biết luôn nè. Souvenirs là quà lưu niệm. Nhiều quà lưu niệm thì các bạn thêm S vào. Cái địa điểm mà trung tâm mua sắm thì chúng ta gọi là shopping mall. Shopping mall, trung tâm mua sắm này. Đấy các bạn ha. Hoặc là nếu đi du lịch danh lam thắng cảnh mà chúng ta nói cụ thể ra thì chúng ta có là historical spot, là những địa điểm mà có tính chất lịch sử này, hoặc là tourist attraction là
địa điểm du lịch này, địa điểm thu hút khách du lịch này. Thế thì tùy các bạn một vài ý nha các bạn. Ok, vậy là chúng ta kiểm lại xem thử chúng ta đầy đủ được các ý đề bài yêu cầu chưa. Thì thấy rằng là đầy đủ rồi. Vậy cuối cùng, Robin ghi thế nào đây? Rise soon, đó là cái lời kết. Sau đó, Robin chào tạm biệt mình bằng cách là ký tên ha. Vậy theo cấu trúc của email các bạn cũng biết rồi. Sau khi hoàn thành cái nội dung chính, chúng ta cần một câu kết. Đó là gì? I'm looking forward to hearing from you soon. Đây là câu phổ biến nhất. Ngoài câu này ra thì như các bạn cũng biết là một số câu khác chúng ta có thể dùng nhưng mà phù hợp ngữ cảnh thôi nhé. Tôi rất là trông đợi được nghe hồi âm từ bạn. Sau đó thì gì? Love you hoặc là all of love hoặc là best wishes, best regards, lots of love, vân vân. Có rất là nhiều các cụm từ để cho chúng ta chào. Cuối cùng, ký tên. Đơn giản là ghi cái tên của chúng ta ra là xong. Rồi cho câu hỏi là tới đây các bạn theo dõi được kịp không và có cái gì thắc mắc không các bạn? Nếu không thắc mắc thì các bạn cũng phản hồi giùm cho cô trong phần tin nhắn là không có gì nha. Câu hỏi lại là các bạn có gì thắc mắc hay không? Ok, nếu như mà các bạn cảm thấy là ổn rồi, không có gì thắc mắc nữa thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành chúng ta tự viết lại một cái email này theo những gì mà cô vừa mới gợi ý. Nhưng nhớ là chỉ theo những gì cô gợi ý thôi, các bạn cần phải tạo nét riêng của mình nha, chứ đừng có cắt ghép những cái câu cô ghi ở trên này thành một bài. Ok, mình đang lên cái chỗ của câu certainly đây à, bạn Đạt ơi. Em có thấy được chưa em ơi? Ok, vậy là Đạt thấy được rồi đúng không em? Các bạn khác có gì thắc mắc nữa không các bạn ha? Hiện tại cô chỉ nhận được phản hồi của một bạn là ổn thôi. Còn các bạn khác thì sao nào? Các bạn có gì thắc mắc không? Các em ơi, các em có còn nghe cô không? Hay là nó bị mất sóng rồi? Không thấy phản hồi chi cả. Cảm ơn Đạt. Các bạn khác thì sao nào? Ok, rồi. Nếu mà ổn rồi các bạn ha, thì bây giờ các bạn sẽ tự viết, thực hành. Sau đó các bạn vào cái đường link mà cô vừa mới gửi qua cái phần tin nhắn đó các bạn. Các bạn tải cái bài của các bạn lên đó, tải lên cũng được hoặc là copy paste cũng được. Đây, để cô chia sẻ màn hình để cho các bạn thấy cho nó rõ nhé. Ok, màn hình nó đang lên đó các bạn. Biết là các bạn đã thấy cái màn hình cô chia sẻ chưa ta? Các bạn ơi, thấy chưa vậy các bạn ơi? Ok rồi, các bạn vô cái đường link này rồi đó. Thì các bạn nhớ là đăng nhập vào cái tài khoản bằng Facebook hay là Google gì cũng được các bạn nha. Để cho nó hiện cái tên lên cô để cô dễ sửa bài đó. Các bạn vô cái cột đầu tiên là Writing an email nè. Click vô cái dấu cộng á. Sau đó các bạn dán cái nội dung mà các bạn đã viết cái email vô đây. Thì lúc đó đồng thời nó sẽ hiện lên cái tên của các bạn và cái nội dung của email. Rồi thì cô sẽ sửa ở trên chính cái trang thách lịch này cho các bạn nè. Thì ở các bạn cũng có thể thấy được cái phần mà cô sửa ở trên này. Ngoài ra các bạn tải file cũng được, các bạn chụp hình ở trên giấy các bạn gửi lên cũng được, tùy các bạn, hình thức nào cũng được. Mà như vậy thì cô cũng sẽ lưu được bài ở trên này luôn và các bạn cũng lưu được, các bạn truy cập lúc nào cũng được. Sau buổi học hôm nay nếu như lỡ có bài bạn nào mà cô chưa có sửa kịp đó các bạn
thì các bạn cũng có thể canh khoảng mai mốt gì đó các bạn lên lại trên này thì cô sửa rồi trên này cho các bạn. Rồi không biết là các bạn đã nghe rõ được cái hướng dẫn của cô chưa các bạn ha? Nghe rõ được cái hướng dẫn của cô ở cái chỗ các bạn nộp bài lên để cô sửa chưa? Rồi ok, đã nghe rõ rồi thì các bạn cứ thế các bạn thực hiện nhé. Rồi bạn Hoàng Yến, cô đang chiếu lại cái phần mà say which and why đó. Say which ở đây là chọn cái hình thức ở nào đúng không em? Đúng rồi cô. Ừ, Em được rồi thấy cô đang chiếu không? lại. Ừ, thấy rồi ha. Ok, vậy bây giờ các bạn sẽ làm bài nha. Khi mà đi thi các bạn sẽ có 45 phút. Có hai phần, chắc là bữa đầu tiên thì Thông đã nói với các bạn rồi ha. Vậy là cố gắng chúng ta sắp xếp là trong phòng 20 phút thôi cho mỗi phần. Trong đó thì sẽ có cái phần các bạn đọc đề, phân tích đề như những gì nãy giờ cô đã làm. Vậy bây giờ chúng ta thực hành cố gắng là trong vòng 15 phút thôi là chúng ta hoàn thành được cái email này nhé. Cô sẽ chờ 15 phút sau rồi cô sẽ sửa bài bên Padlet các bạn nha.